nói, và hôm nay là mình rất được vinh dự được nhà trường mời và được đứng ở đây. Và mình xin chúc các bạn sẽ hoàn thành cuộc thi thật tốt và thông báo với các bạn rằng giải thưởng rất là công bằng, cho nên là các bạn hãy tự tin.